Cái điều rất là tươi vui trong cái tiệc ngày hôm nay. Và bây giờ thì đến trọng xin được hân hoan và nhiệt liệt chào đón quý vị đã đến với phần 2 của chương trình Lễ Phục Quyên ngày hôm nay, đó chính là phần văn nghệ hát mừng hạnh phúc. Thì rất là mong nhận được những sự đăng ký từ những giọng ca có mặt của buổi tiệc ngày hôm nay, và chúng ta sẽ mang đến hôn trường với một và chỉ một ca khúc thật là hay, thật là ý nghĩa cho đời hương cũng như là quý vị. Thì để bắt đầu chương trình là đến trọng xin được gặp mặt hết thay mặt cho dịch vụ tiệc ngọc mai trang trí tiệc cưới mình nhật cùng với bà nhạc Thiên Phú. Sẽ được gửi đến quý vị một không khí thật là tươi vui đến từ một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc được mang tên Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe.
nhiều và rất là mong trong thời gian tới quý vị sẽ tiếp tục tin tưởng ủng hộ dịch vụ ẩm thực Ngọc Mai, Trang Trí, Thiết Kế Minh Nhật và đừng quên Ban Nhạc Thiên Phú. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và lý do chương trình ngay bây giờ xin được mời giọng ca của anh Hùng đến từ km 42 sẽ mang đến hương trường với một bài ca nhẹ nhàng sâu lắng. Ca khúc được mang tên Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu và rất mong quý vị dành tặng cho anh Hùng một tràng pháo tay thật nồng như được không ạ?